everybody. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Việt Văn Canada. Hôm nay Vancouver thời tiết rất là đẹp, hơi lạnh một xíu nhưng mà có nắng. Hồ Tân và con gái và em Cherry sẽ làm một chuyến Vancouver ký sự by SkyTrain. Các bạn theo chân Việt Văn nha. Nên là mình sẽ phải mua cái tích cực này. Bạn nào mới tới Vancouver thì cũng đừng lo lắng gì hết. Mình có những cái xe trang như là bớt từ đó rất là easy for to go. And các bạn nhìn đi, ok. Mình buy multiple tickets. Ok, one zone and others one. This and this. Ok, done. Ok, đi cả. Ok, here. Ok, and then mình đánh password vào đây. Ok, enter pin. Rồi, các bạn chờ một xíu và sau đó là mình sẽ lấy được cái ticket ra. Oh. Rồi, hai cái. Rồi xong. Bây giờ let's go. Check. Xuống trạm nào để mình nhìn này. Đó, các bạn xem cái chặng đường đi cũng dễ tìm lắm các bạn. Và chúng ta đã đến downtown. Looking for a white lab. Yeah, so like the condition was terrible.
mua cái gì uống đó. Đứng xa ra con. Ok, how much? Con gái Mỹ Vân mua một cái này gồm có strawberry này, là có dâu nè, lemon nữa hả con? Có nước chanh rồi dâu và đá trong đó, trong Starbucks là 4 đồng. Ok. Rồi, bây giờ mình đi tiếp nha con. Mình còn cảnh cái Canada Play. Đó, chúng ta đi ra đây. Canada Play. Đằng kia Mỹ Vân đang đứng ở cái khu vực này là Canada Play, là trung tâm của thành phố Vancouver các bạn. Dưới đây là biển, có thủy phi cơ, có nghĩa là có một cái máy bay mà nó vừa bay được dưới nước được. Rồi ở đây là Fly over Canada. Xin chào mọi người, right now we're in Vancouver, Canada, BC, and we're gonna go to Fly Over Canada, a big cinema about Canada, and I want you guys to come with us. Wow. And nếu mà mình muốn đi qua bên kia thì mình có đi được không con? Là được á. Mình đi bằng cái gì vậy? Sea bus. Yeah, sea bus. Okay. Very good. Con nói cho mọi người biết là nếu mà đi coi flyover thì phải mua vé ở đâu? Mua vé ở đó. Uh-huh. Okay. And mình nghĩ là khi mà nhiều người đi tới Vancouver họ không có biết đi lên đây bằng cách nào. Đi xe taxi hoặc xe taxi. Okay. Hồi nãy con đi Skytrain hết bao nhiêu tiền đấy? Only $4. $2 for each person. Wow, so cheap right? And yeah, easy right? Con nói với someone là nếu mà đi tới Vancouver này thì Vancouver có cái gì chơi? Có nhiều chơi ấy. It's skateboarding, đi downtown, mua đồ, đi biking, rất nhiều đồ. Okay. Ok, bây giờ con đi vào flyover đi. Rồi con đi với con chó đi, mẹ đi theo con. Ok, Terry, follow Jennifer. Ok, Terry lại không muốn đi. Hôm nay Vancouver trời nắng rất là đẹp, nhưng nó cũng hơi lạnh một xíu. Khi các bạn đi tới Canada thì các bạn tới Canada Play này. Ở Vancouver đó là một cái trung tâm để chụp hình. Một bên là núi, một bên là biển. Em bé này thích chơi với con chó. Đó. Các em nhỏ rất là interesting với lại I think it likes me. Đây là đoàn người này cũng mới đi xem phim ra nè. Là đông. Ở đây mọi người rất là quý chó. Các bạn nhìn thấy toàn cảnh Canada Play. Nơi đây để chụp hình rất đẹp này các bạn.
Chúng ta sắp đến nơi mà coi phim Flyover rồi. Hi. So today we're gonna fly over Canada and they've released a new movie and we're gonna go up to see it. Jerry, come on. Is it heavy? Con gái Mỹ Vân nói là hôm nay có một cái phim mới về Fly Canada, Fly Over, có nghĩa là mình ngồi lên mình xem một cái màn hình, rồi nó có những cái khi mà mình xem phim nó là 6D các bạn, nó có mùi vị này, nếu mà khi nước nó tạt vào người ở trong phim thì mình cũng có cảm giác là nước nó tạt nó ướt người mình luôn. Halloween coming, cho nên là đó, các bạn nhìn thấy chữ fly over. Để đi vào mua vé xem, chỉ sợ là nó không cho con chó vào thôi. Cherry, come here. Wow, Halloween everywhere, so beautiful. Con hỏi người ta xem là để con chó ở đâu. Chỗ này là mua cái ticket để đi vào xem phim đó các bạn. Rồi trong lúc chờ xếp hàng thì Mỹ Vân quay sơ qua cái cảnh bên phía ngoài. Đây là một cái cảng biển. Những bạn nào mà đến Vancouver thì đừng bỏ qua là xem Flyover movie. Chưa xem cái phim này thì coi như chưa từng đến Vancouver nhé các bạn. Muốn mua vé thì phải xếp hàng rất là dài đó các bạn. Hôm nay là weekend nên là hơi đông. Trước khi mình chờ coi thì các bạn coi này, Halloween ở đây bán nhiều đồ lắm. Xếp hàng đông này. Jennifer, what are you doing? Stay here and talking. Ok, con ra hỏi đi con. Đang bây giờ Mỹ Vân với con gái đang hỏi xem là con chó này sẽ phải như thế nào. Kia, over there. Sorry. Okay, that's okay. Is that Sirska? No. Because like we have an option to get the dog, but you can do are you holding? So you can also inside also, and we will need someone to go inside with you. So, but someone has to stay with the dog, someone has to stay with you. This means no. Okay. Các bạn biết không? À, đáng lẽ là vào xem được cái phim Flyover 60s. Hôm nay có cái phim mới nói về Halloween. Các bạn biết là 60s có nghĩa là khi mà mình xem trên cái movie của nó á, nó có nước nó trên màn hình nó bắn ra thì ở ngoài mình cũng bắn vào trong người của mình. Rồi khi trong phim nó đi ngang qua một cánh đồng có cái mùi thơm thì ở ngoài mình cũng feel được cái mùi thơm đó các bạn, đó là 60s. Nhưng mà tiếc rằng ngày hôm nay anh Vân con gái mang theo con chó
nên là không có vào xem được, nên thôi đành mình là phải làm một cái tour khác lần next step, mình next day mình sẽ quay trở lại. Nhưng mà khi các bạn tới Vancouver thì các bạn nhớ là đi đến Canada Play và mình vào xem là flyover. Các bạn check ở trên internet các bạn sẽ thấy. Thường thì mình phải đi Disneyland ở Mỹ thì mình mới xem những cái phim như vậy, nhưng mà ở Canada, ở Vancouver này cũng có. Nên các bạn nhớ ghé qua để xem nhé. Và ở Canada Play này cũng có những cái nhiều cái chỗ để cho mình chụp hình đấy các bạn. Rất là tiếc hôm nay một ngày weekend đưa con gái đi chơi, đi xem phim, nhưng mà lại không được vào xem phim. Nhưng mà that's okay, đúng không con? That's okay right? Thôi bây giờ mình đi ha. Mình theo chân Vũ Văn nha. Mình sẽ đi một vòng Vancouver nữa, xem là Vancouver cái mùa Halloween and Christmas coming này có những cái gì mới nha. Ok, let's go. I'll still do goodbye.
lot of pictures. Very beautiful. We'll be faster than Jacob. Ở bên Mỹ thì nhiều nhưng mà Vancouver thì ít hơn, cũng rất là ngon. Thì mời các bạn ăn thử xem là squawfish ở Vancouver nó như thế nào nhé. Bạn thấy ở đây có những món ăn như vậy này, đó, tôm cua làm theo kiểu của Canadian style, okay, một cái không gian nhà hàng. Ok. Trước khi ăn thì mình cũng phải đi theo cái tạp dề vào cho cái đồ ăn thành really hot. Bình thường, còn cái con tôm này là con tôm khác.
nó different nha. Cái này họ làm với tỏi, với bơ, rồi cái nước sốt của nó lạ lắm và rất là ngon. Hơi cay à? Nếu các bạn nào mà muốn ăn cái món seafood phút mà nó different cái flavor, ngày hôm trước mình cũng giới thiệu một cái nhà hàng seafood nhưng mà cái vị của nó khác với lại cái vị này, thì cái nhà hàng này nằm trên đường Dobson. Nếu mà các bạn đến muốn đến ăn thì các bạn có thể tìm đến cái nhà hàng là tên gì quên mất rồi. Dạo quanh phố để xem cơ của con gái và con chó cưng Cherry. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Và cũng như thường lệ là chắc các bạn nhớ rồi, nhớ bấm like, share, comment and subscribe my channel. Các bạn nhớ bấm theo dõi cái kênh để mỗi ngày Mỹ Vân có những cái video mới cho các bạn xem. Các bạn nào mà chuẩn bị tới Canada, chuẩn bị đi du lịch hay là đi định cư, muốn biết những cái cuộc sống hàng ngày ở Vancouver, Canada thì hãy theo dõi cái kênh Mỹ Vân Canada. Thank you one more time. Thank you. See you, bye. Bye everybody. Bye.